Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay tớ với bạn Hằng sẽ thực hiện thử thách đó là mua đồ với 500.000 và 100.000. Hãy cùng xem là chúng có mua được cái gì nhé. Ok, hãy cứ đi cùng chúng mình nhé. Ok. Có ai uống nước không nào? Các bạn đã nhìn thấy cái lon nước lạ như thế này chưa? Ví dụ đây cái lon này, chúng ta nhìn thoáng qua thì sẽ tưởng là đây là lon Pepsi đúng không? Không phải nha. Đây chính là lon mô hình của nhân vật Amon đây. Đây nè. Nhưng mà tôi cũng không biết là ở bên trong có cái gì. Cái này có cả mấy màu luôn. Đây là màu đỏ này. Còn cái này thì là màu vàng các bạn ơi. Một cái lon này thì có giá là 60.000. Nếu mà lấy cái này thì cũng được đó. Tớ vẫn còn đủ tiền mà. Lấy về thì mở ra xem là ở trong này là nước ngọt hay là cái hình Amon ở trong này nhá. Ê, các bạn ơi, cùng nhau được chuột nào. Ôi, ôi. Này, còn gắn lên cả cái búa cho chúng ta thoải mái đập luôn. Đấy. Nhưng mà cái này á, ôi các bạn ơi, ê, không đủ tiền để mua rồi. Để đây đi. Ở dưới này là cái túi để trang điểm các bạn ơi, cốc trang điểm. Ui, túi sách nè các bạn ơi. Màu hồng là màu tím, để xem nào. Ê, 70.000 lấy được ấy nhở. Túi sách này về mà đi dự tiệc hay là gì đeo cũng là gì đấy chứ. Lấy màu hồng đi, tại vì tớ đang mặc áo màu hồng mà. 70.000, lúc nãy mua 2 tấm sticker là 10.000 nữa. Thành ra tớ còn thừa 20.000. 20.000 thì mua được gì nhở? Đi, tớ dẫn các bạn đi xem cái này. Các bạn ơi, với 500.000 thì tớ có thể gọi là một rich kid rồi đấy. Bây giờ tớ sẽ chọn một sản phẩm gì đó mà đáng yêu nè, nhưng mà cũng đắt đắt một tí cũng được. Các bạn nhìn xem, ở đây thì có nàng búp bê này, đẹp chưa? Để tớ lấy xuống cho các bạn xem nhá. Wow, công chúa này thì có một chiếc váy rất là xinh đẹp. Ở bên này thì còn được kèm những cái kẹp tóc nữa. Ở đây thì là cái váy. Nếu mà mình mua cái bộ này về thì mình có thể thay váy cho bạn đấy. Nhưng mà bạn này có giá là 250.000 đó. Để xem bạn bên cạnh nào. Bạn bên cạnh này thì bạn ấy không có váy, nhưng mà bạn ấy lại có một chiếc vali và có một bạn gấu ở đây. Wow, bạn này thì xinh đẹp nhở. Bạn này là 240.000 các bạn ạ. Rẻ hơn 10.000. Nên là tôi quyết định sẽ lấy bạn búp bê này luôn. Các bạn ơi, nãy giờ là chúng mình mua đồ chơi này, mua sticker rồi. Tớ nghĩ là mình nên mua một cái gì đấy để phục vụ học tập. Đấy, tớ nghĩ là tớ sẽ mua compa các bạn ạ. Cái này 20.000 vừa đủ tiền này các bạn ơi. Để xem có cái nào rẻ hơn không. 13.000. Cái này thì có 13.000 thôi các bạn ạ. Có đơn giản quá không ta. Ở đây đã. Wow, cái này nè các bạn ơi. Cái này 14.000, nhưng mà còn có cả hộp để đựng nữa. Đấy, thì mình sẽ lấy cái này đi. Vậy chi là còn thừa 6.000 nữa đấy. Bíp bíp. Các bạn ơi, vì mình là một rich kid mà đi bộ thì quá là mỏi chân, nên tớ quyết định sắm một chiếc siêu xe. Đây, đẹp chưa, đẹp chưa. Mà chiếc siêu xe này của tớ có giá là 350.000. Ôi, từ nãy tớ mua cái kia tớ là bị thiếu tiền rồi. Ê, các bạn ơi, chưa gì đã thấy thiếu tiền rồi. Tại vì hồi nãy tớ mua một bộ búp bê đã 250.000 rồi, bộ này là 350.000 nữa, thế là bị thiếu tiền. Các bạn ơi, cứ nghĩ mình là rich kid, mình nhiều tiền nên là cứ farm thôi. Ai ngờ bây giờ hết tiền. Thế thì tớ quyết định tớ sẽ không mua cái ô tô này nữa. Thế thì rich kid cũng đi bộ giống dân thường thôi. Thì nè, dân thường mua được 2 tấm sticker hơi xịn luôn. Cái này đẹp, thứ này chắc là cũng phải đắt đúng không? Đắt à. Nhưng mà so với mình thì cũng không sao. Đây, còn 2.000 thôi. Thế á? 2 cái 10.000. Thế thì tớ cũng sẽ phải đi chọn sticker các bạn ơi. Tại vì ui, rẻ mà lại được nhiều. Trời ơi, giống nhau. Đây thôi, tớ sẽ đi chọn móc khóa đi. Nào, lên xe tớ chở đi một vòng. Đi, xe đã mua đâu mà chở. Ha, phải trả lại xe rồi các bạn ơi. Bạn ơi, cậy mình nhiều tiền á. Bây giờ phải đi trả, xấu hổ chưa. Các bạn ơi, trên đường đi á, thấy thèm sầu riêng quá, thế là tớ mua một miếng này để ăn luôn nè. Bây giờ tớ sẽ sắm một chiếc móc khóa nha. Đây, ở đây thì có rất là nhiều móc khóa. Một chú thằn lằn, xin chào các bạn. Ui, đây là một quả táo các bạn ơi, quả táo Lego. Còn cái này là gì? Ê, cái này là phi hành gia thì tớ có rồi. Cái này là pony à? Cái này cũng bình thường, không đẹp lắm. Ê, cái này đã lọt vào tầm mắt của tớ rồi các bạn ạ. Cái này là một cô bé đáng yêu đúng không? Để xem giá xem là bao nhiêu nào.
Cái này có giá là 44.000. Ok, chốt đơn cái này luôn. Các bạn ơi, với 100.000 thì không biết mình sẽ mua được cái gì nhở? Ôi, búp bê hay là xem búp bê ta? Tại vì tớ cũng rất là thích búp bê. Ôi, bạn này mặc đồ giống như kiểu là nàng Bạch Tuyết thế này. Bên này nữa nè, ôi xinh chưa? Wow, ui trên này nữa. Ôi, bạn nào cũng mặc những bộ váy rất là lung linh và lồng lộn luôn. Thì xem nào. Ôi, các bạn ơi, búp bê này thôi mà đã hơn 100.000 rồi. Ôi, thế thì tớ không đủ tiền để mua rồi. Hình như bạn nào cũng thấy sao á. Cái này còn đắt hơn nữa này các bạn ơi. Ui, niềm đam mê với búp bê. Nhưng mà ngân khố thì không cho phép các bạn ạ. Các bạn ơi, ở đây thì có rất là nhiều bộ màu đẹp. Và tớ nghĩ rằng mình cũng cần sắm một bộ. Đấy, ví dụ đây, một cái bộ màu rất là đẹp đúng không? Trong này thì có rất là nhiều bút màu nè. Đấy, để xem nào, cái nào mà hợp với tớ nào. Ở bên dưới này thì cũng... Uầy, bộ này đẹp các bạn ơi. Bộ này đẹp nè. Đấy, hình bạn thỏ nha. Wow, cái bộ này rẻ thôi, có 80.000 thôi. Chốt luôn. Wow, các bạn ơi, đây là những chiếc tẩy cute đó. Ở đây thì còn có cả mấy tầng màu luôn. Một cái tẩy này thì mình có tẩy được rất là lâu luôn. Có giá rất là rẻ nha, có 6.000 thôi. Tớ sẽ lấy một cây nha. Đấy, lấy một cây tẩy, tớ sẽ tìm thêm một cái bút nữa. Đây, ở đây thì có rất là nhiều bút, bút chì. Ở đây cũng thế các bạn ạ. Đây, bút chì còn có cả các nhân vật nữa nè. Đây là bạn gấu nè. Wow, người khổng lồ xanh luôn. Nhưng mà tớ sẽ chọn bút khác. Đây, đây, đây. Đam mê của tớ đó là màu hồng đó. Tớ sẽ lấy một chiếc bút màu hồng này đi các bạn ơi. Đấy, đấy. Cái này là bút bi các bạn ạ. Có tẩy này, có màu rồi và có đồ chơi rồi, tớ nghĩ là đủ rồi đấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem là chúng tớ mua được cái gì với 500.000 và 100.000 nhá. Tên tên. Các bạn ơi, và đây là thành quả của chúng tớ nè. Ok, bây giờ hãy cùng kiểm tra nhá. Ok. Đầu tiên thì tớ có một bạn búp bê cute với giá là 250.000. 250.000 luôn các bạn ơi, bộ này đẹp ơi. Đẹp không? Thì tiếp... cho tớ chơi chung với. Ok luôn. Tiếp theo thì tớ có một bộ màu nè. Oh. Bộ màu này có giá là 70.000. 70.000 luôn các bạn ơi. Bằng mấy cái món đồ chơi của tớ luôn. Thế á. Nhưng mà tớ có 500.000 cơ mà. Đây bạn cầm một tớ. Tiếp theo đây, tớ có một chiếc móc khóa cute giống bạn Hằng nè. Mấy? 44.000. 44.000 rồi các bạn ơi. Bạn này chi mạnh tay thế. Có mỗi cái móc khóa bé tí này 44.000. Nhưng mà bạn ấy đẹp. Còn đây, đây là một cái bút tẩy các bạn ơi, có giá là 6.000 đồng. Cái này rẻ thế. Nhưng mà cái này tẩy nhiều màu, tẩy được thoải mái luôn. Wow, được cái này. Đây, còn đam mê màu hồng của tớ nên là lấy một chiếc bút với giá là 10.000. 10.000? Thế là đủ 50.000 không? Hả? Còn dư bạn ơi. Dư nữa mà không mua tiếp. Thôi, tớ nghĩ rằng số tiền dư thì tớ có thể mua những thứ khác và lúc khác cũng được. Nên là tớ không mua hết, tớ để dành lại tiền. Được. Còn bạn thì sao? Ok, bây giờ kiểm tra của tớ nhé. Ok. Của tớ này các bạn ơi. Xem tuy nào. Mới có 100.000 thôi nhưng mà tớ mua được hơi bị nhiều đồ luôn. Ghê. Đầu tiên là một chiếc túi dự tiệc. Kinh. Thế này phải sắm một cái váy công chúa đi thôi. 100.000 không đủ mua váy nên là thôi mua túi trước vậy. Túi này cô te đó. Túi này với giá 70.000. Wow, 70.000. Nhưng mà tớ nghĩ ở bên trong này sẽ có những cái món đồ trang điểm nữa. Nên là giá hợp lý. Tiếp theo để phục vụ học tập nè. Vẽ hình tròn nên là tớ đã sắm cho mình một chiếc compa. Compa này chỉ có 14.000 thôi. Ôi rẻ thế. Nhưng mà đẹp nữa chứ. Xong rồi là hai cái đảng sticker khoe với các bạn lúc nãy rồi. Thế tổng thiệt hại của bạn Hằng hết bao nhiêu nào? Tổng thiệt hại cái này 10.000. Cái này 70.000 là 80.000. Cái này 14.000 là dư 64.000. Dư 6.000. Thế lúc em lấy cái tẩy của bạn Tuyết là 6.000 là vừa trọn đúng rồi, xíu nữa ra lấy luôn cho hết 100.000 luôn. Các bạn ơi, các bạn thấy hôm nay chúng tớ thực hiện thử thách mua đồ với 500.000 và 100.000. Các bạn thấy những món đồ chúng tớ mua có hợp lý hơn nào? Nhớ để lại bình luận để chúng tớ biết nha. Còn video của chúng tớ đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nè. Bye bye.